thiết bị tạo sóng mặt nước. Để tạo sóng mặt nước, ta dùng thiết bị tạo sóng mặt nước bằng kênh tạo sóng. Kênh tạo sóng có thành làm làm bằng kính. Kênh tạo sóng được thiết kế gồm cơ cấu chuyển động được nối với vật tạo sóng và để có sóng ổn định thì cần có tấm chống phản xạ sóng đây là kênh tạo sóng sau khi thiết kế xong tiết hành thí nghiệm. Bật công tắt điện để vật tạo sóng dao động lên xuống thì dao động đó được truyền cho các phần tử nước từ gần ra xa. Kết quả, trên mặt nước xuất hiện sóng cơ. Nếu sóng ổn định, quan sát qua thành kênh thẳng đứng, ta thấy mặt cắt của nước, sóng trên mặt nước có dạng hình xin. Nếu đặt quả bóng nhỏ hay miếng xốp trên mặt nước, ta thấy bóng nhỏ hay miếng xốp trên mặt nước dao động lên xuống tại chỗ. Còn những biến dạng của mặt nước, lan truyền đi từ nguồn sóng ra xa, cho ta hình ảnh về sóng có trên mặt nước. sau đây là hình ảnh mô phỏng sóng trên mặt nước dựa vào kết quả của thí nghiệm